Chào bạn, mình là Huy. Hôm nay mình vừa mua một cái tai nghe có dây mới cho nên mình quay lại cái video này khoe với anh em cũng như là chia sẻ cái trải nghiệm bóc hộp tai nghe có dây của mình. Đã từ rất là lâu rồi mình mới mua một cái tai nghe có dây. Như đã khoe với anh em hôm trước thì trong một phút ngẫu hứng cũng như là cũng phải nói là cũng khá là có duyên cho nên mình mua được con Zixan DSD này, là một cái máy nghe nhạc dưới dạng kiểu như DIY, kiểu như tự chế vậy. Nó có chức năng làm đắc rời cho máy tính. Thì mình vẫn chưa sở hữu một con tai nghe có dây nào ở thời điểm hiện tại gọi là ok một chút để có thể sử dụng trong lúc ngồi máy tính. Cho nên là hôm nay quyết định bán bớt một vài con tai nghe True Wireless đi để mua tai nghe có dây. Thì cái dự định ban đầu của mình ấy, là mình sẽ mua con Blone BL03. Tại vì con tai nghe đó thì mình đã mượn và sử dụng một tuần nay rồi, thấy trải nghiệm của nó rất là ok. Và mức giá của nó hiện tại là 550, hợp lý với cái số ngân sách mà mình có. Tuy nhiên khi mà chạy lên Xuân Vũ ấy, thì mình không hỏi trước, cho nên chạy lên mình mới biết là ở Hà Nội đang tạm hết hàng con BL03. Hẹn mình là 2-3 hôm nữa thì quay lại. Nhưng mà mình ở tận bên Hà Đông cơ, mình bên phải nói là bên Thanh Trì mới đúng. Thì chạy lên không đành lòng đi tay không về, cho nên là đã tham khảo và mua một cái tai nghe khác với mức giá nhỉnh hơn một chút. Đó là con TRN-TA1. Thì khi mà mình ngừng sử dụng tai nghe có dây, mình đã out hết khỏi các cái hội nhóm liên quan đến tai nghe có dây. Nhưng mà trong khoảng hơn một tháng trở lại đây thì mình có xin gia nhập trở lại để gọi là hóng hớt tình hình xem anh em dạo này chơi bài như nào, những cái mẫu sản phẩm mà anh em quan tâm như nào. Thì mình thấy những cái tên được nhắc đến nhiều bao gồm là Blone BL03 này, Mondrop SSR này, và cả con TRN-TA1 này nữa, là ba cái tên mà được anh em nhắc đến nhiều. Sau khi mình tìm hiểu ấy, thì ba cái sản phẩm này ra mắt cũng được suýt soát một năm nay rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại anh em vẫn nhắc đến rất là nhiều, cho nên là mình rất là tò mò. Thì đó là quyết định mà của mình. Đầu tiên là định mua BL03 nhưng mà mua hụt, cho nên mới cố lên một tí để mua con TRN-TA1 này. Cái tai nghe này thì mình mua cái giá mua ở Xuân Vũ Audio, tức là giá không phải 945.000 đâu, hiện tại nó đang có khuyến mãi còn 799.000, được bảo hành 12 tháng. Thì lúc mua mình cũng có tham khảo giá ở một số sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, thì thấy giá của nó loanh quanh từ 550 cho đến 650, nhưng mà lại hình như là không có bảo hành. Thì cái này thì mình thông tin đến các bạn là mình mua như vậy thôi. Thế còn anh em mà cảm thấy ở đâu giá cũng như chế độ bảo hành cũng như cửa hàng mà đủ uy tín, đủ tin tưởng thì anh em mua ở đó. Tại sao mình lại chấp nhận mua đắt hơn? Tại vì hai lý do. Thứ nhất là trước đây mình đã từng mua tai nghe có dây, mình cũng gặp tình trạng bị lỗi rồi. Đó là con Dunu DN12, mình mua của Idol Audio. Lúc đó thì mình mua là khoảng độ 800.000. Sau một thời gian sử dụng thì nó bị lệch kênh, một bên to một bên bé, cho nên mình đã gửi lại Idol Audio để nhận được bảo hành. Rất là may mua chính hãng. Bây giờ thì con DN12 đấy nó không còn bán nữa, nhưng mà nếu có thì mua con đấy, mình thấy cũng rất là ok. Đấy là trường hợp mà mình đã từng bị lỗi rồi. Đó là cái lỗi rất kinh điển của tai nghe có dây, là lỗi lệch kênh. Chả hiểu tại sao nó bị như vậy. Cho nên đấy là lý do đầu tiên mà mình mua chấp nhận có bảo hành. Thứ hai nữa là mình cũng xác định là sẽ không có điều kiện để thường xuyên nâng cấp tai nghe có dây, cho nên chỉ mua một cái để xác định dùng lâu dài. Thứ ba nữa là cái máy này của mình là thuộc diện máy gọi là, theo mình nghĩ bây giờ bán chưa chắc đã có ông nào thèm mua. Mình thì chưa có dự định bán nó, nhưng mà bán chưa chắc đã có ông nào thèm mua. Cho nên mình sẽ phải sử dụng nó thời gian dài. Và mình cần một cái tai nghe mà đủ độ tin cậy để có thể đi thời gian dài với cái máy này. Vì không có điều kiện mua nhiều những cái tai nghe có dây như này. Tai nghe True Wireless thì bây giờ mình sẽ dùng được nhiều hơn là tai nghe có dây. Tai có dây bây giờ chỉ dùng được lúc ngồi máy tính thôi, chứ còn làm gì có lúc nào đeo được tai nghe có dây nữa. Ra đường cũng không đeo được mà tập thể dục thể thao thì lại càng không đeo được. Thì đây là cái hộp của nó, hộp bằng giấy các bạn ạ. Trên thì cũng toàn chữ Trung Quốc thôi.
Ở đây là có cái vỏ của nó. Housing được làm bằng hợp kim magie alloy này, chắc là nhôm. Bên dưới này là cấu hình, một driver BA, một driver dynamic. TRNTA1. Đây mình sẽ bóc siêu. Những cái tai nghe có dây này thì phải sử dụng cho nó chạy một thời gian, kiểu như burn in vậy. Có rất là nhiều tai nghe mình đã sử dụng, khi mà sử dụng một thời gian, chất âm của nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ có sự lột xác rõ rệt. Nhưng bên cạnh đó có những con khá là lì, chạy mãi chất âm nó vẫn thế, hoặc là có khi là tai của chúng ta không nhận ra được. Tuy nhiên thì video này mình sẽ chia sẻ cái trải nghiệm bóc hộp thôi, chứ mình sẽ burn in nó một thời gian xem như nào. Có lẽ là mình cũng sẽ quay về con BL03, tại vì nó là con tai nghe mình muốn mua, nhưng mà mua hụt. Mình khá là ấn tượng với nó từ mặt thiết kế cho đến mức giá ở thời điểm hiện tại. Đây là vỏ giấy các bạn. Nhìn khá là ngầu. Để hai tai bên trong hình trái tim. Hôm nay mình vừa bán hai con tai nghe được hơn một củ thì đã cống hiến cho Xuân Vũ 8 lít rồi. Cảm thấy đây là một cái con đường không đúng đắn cho lắm. Dây. Đây là ear tip, là sao cho nhiều thế nhỉ? Uầy, cho nhiều ear tip lắm các bạn ạ. Tai nghe này thì mình mới xem đọc qua về mặt review thôi, chứ mình chưa xem video review hay là xem video mở hộp nào cả. Đây là ear tip cao su màu đen này. Đây cũng là ear tip màu trắng này. Cho nhiều ear tip thế nhỉ? Màu trắng này. Cái này hình như là silicone. Xong một cặp này có lẽ là bọt biển à? Tại vì mình đọc review ấy, thấy đo grab có cả tip của bọt biển. Có lẽ là như vậy. Khá là hào phóng về mặt phụ kiện. Thế này thì đỡ phải mua. À đây, đúng một cặp tip bọt biển. Cái tai nghe có dây này thì anh em chơi thì có rất là nhiều thứ để nâng cấp. Đầu tiên là ear tip, các bạn có thể nâng cấp này sang các cái loại ear tip xịn hơn. Sau đó thì đến dây dợ, nhưng mà mình đã xác định là mình tham khảo con TRN này, tại vì cũng hỏi nhiều anh em bảo là nó cũng đã khá toàn diện rồi, dây sờ tốc của nó cũng khá là ngon rồi, cho nên là mua về cứ thế dùng được, không phải mua thêm dây nếu như có điều kiện thì cũng được, nhưng mà nó không phải là bắt buộc. Dây của nó đây các bạn, dây bạc, dây màu bạc. Thế còn chất liệu bằng gì thì có lẽ là mình sẽ tìm hiểu sau, cũng như sau thời gian sử dụng thì mình sẽ thông tin đến anh em. Rắc của nó là rắc chữ L. Cái housing này đang thấy hơi khó lấy ra, nhìn khá là đẹp. Nó sử dụng MMCX connector. Cái này là nhổ ra hay là xoay ấy nhỉ? Lâu lắm rồi mới động đến tai nghe. Cái hồi mình còn nghe tai dây ấy, là phân khúc 800 nghìn, hoàn toàn không có những cái con tai có thể tháo rời như này đâu các bạn ạ. Nó đều là dây liền hết. Bây giờ thì 200 nghìn, 100 nghìn đã tháo được dây rồi. Đáng sợ thực sự với mấy anh Trung Quốc. Ok, đây là rắc rút các bạn nhé. Đây là MMCX. Thì anh em nào có điều kiện thì có thể nâng cấp dây, nhưng mà mình mua cái tai nghe xong thì đã thấy ngất đến nơi rồi. Housing của nó nhìn nó cầm trên tay mình thấy nó khá là dày dặn và cứng cáp, nó không như tưởng tượng của mình. Tưởng tượng của mình trên ảnh thì cái housing này nó mỏng hơn, nó nhẹ hơn, khá là cứng cáp. Cấu hình bên trong thì sẽ có một driver BA và một driver dynamic.
Ok, trên đây là dây phụ kiện này, cũng như quá trình mình mở hộp con tai nghe này. Có lẽ là mình sẽ cắm để cho nó burn in một thời gian, sau đó thì anh em nào mà quan tâm thì có thể hỏi, mình sẽ hỗ trợ thêm thông tin về cái sản phẩm này. Xem nào. Đấy, con máy này mua vì bản thân thích thôi chứ bán bây giờ chưa chắc đã có người mua. Chúc các bạn một buổi tối chủ nhật vui vẻ nhé.